Bài toán về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số lượng giác dành cho các em học sinh lớp 11 với cách giải vô cùng đơn giản. Đề bài ở ví dụ 3 này như sau này. Yêu cầu đề bài là tìm giá trị lớn nhất. Đấy, giá trị lớn nhất tức là max đấy của cái hàm số y bằng 2 cos x cộng với sin của x cộng với pi trên 4 bằng bao nhiêu. Đấy, và thầy để các đáp án dưới dạng trắc nghiệm để chúng ta dễ dàng là đối chiếu được. Giờ ở đây thì các em để ý cái cụm này cho thầy. Đấy, chúng ta có một cái công thức nhanh đúng không nhỉ? Khi mà gom sin x cộng cos x rồi là sin x trừ cos x. Đấy, khi các em thấy xuất hiện cái góc x cộng pi trên 4 này nhé. Rồi cái kết quả đấy như sau này, ta có là sin x cộng cos x. Đó, ta có là sin x cộng với cos x. Đó, thì bằng căn 2 lần sin của x cộng pi trên 4. Cái này ở phần công thức cộng có rồi. Căn 2 sin x cộng pi trên 4. Vậy các em để rút ra sin x cộng pi trên 4 nó sẽ bằng là 1 trên căn 2 của sin x cộng cos x. À, sin x cộng cos x xong lát các em gom với cos x và các em đưa về dạng là gì? A sin cộng b b cos và chúng ta dễ dàng đánh giá được. Rồi cái này ngoài ra thì có thể viết theo cos nhé. Đấy, ở đây thầy viết luôn cho các em. Đó, nếu viết theo cos thì nó sẽ là cos a cos b cộng sin a sin b thì nó sẽ đóng vai trò là cos hiệu căn 2 cos của x trừ pi trên 4 nhé. Đó, chỗ này là cos x trừ pi trên 4. Rồi, tuy nhiên cái này ở đây chúng ta không dùng đến. Rồi vậy lát là các em rút ra cho thầy này. Khi đó ta sẽ có được là cái y nó sẽ bằng là 2 cos x này, 2 cos x cộng với phần sin kia nó chính là 1 trên căn 2. Đúng không? 1 trên căn 2 bên trong của ta là sin x cộng cos x. Rồi, sin x cộng cos x. Như vậy đến đây các em gom về a sin b, b cos cho thầy nhé. Rồi chúng ta sẽ được bao nhiêu đây? Cos với cos này có 1 trên căn 2 sin trước đã. 1 trên căn 2 nhân với lại là sin x. Rồi cộng với cái cụm B của ta lúc này nó chính là 2. 2 cộng với 1 trên căn 2 của cos x. Đó, số nó hơi bị xấu một tí nhé, nhưng không sao cả. Không sao cả. Rồi chúng ta đã đưa về dạng là a sin b b cos rồi, đúng không nhỉ? Cái này nó chính là dạng a sin x cộng b cos x. A sin x cộng với b cos x. Rồi và max của ta là gì? Căn a bình cộng với b bình phương. Rồi và từ đây các em suy ra được ngay. Đó, chỗ này thầy có là y max nhé, y max nó sẽ là bằng căn bằng 2 của nào a bình cộng b bình 1 phần 2 luôn cộng với 2 cộng với 1 trên căn 2 tất cả bình phương ở đây. Đó. Rồi vấn đề này cái tính nhậm cái là ra ngay. Đó, bên trong là các em khai triển chỗ này là 1 phần 2 cộng với 1 phần 2 là thành 1, 1 cộng với 4 chỗ này là thành 5 này. Rồi 5 này. Đấy và 2 lần tích em chứ nhá, cho nên cái cụm này người ta có 2 lần tích của thằng này thì là bằng 2 này, 2 nhân 2 là 4, 4 mà chia cho căn 2 là còn 2 căn 2. Hoặc ở đây các em có thể nhìn các đáp án này các em có thể so sánh được. Nhớ là nó có căn. Đó, căn bằng 2 của 5 cộng với 2 căn 2. Mà nhìn các đáp án đưa ra ở đây, ồ C rồi. Wow, vậy C là đáp án cần tìm. Rồi, một bài toán thì thoạt nhìn có vẻ là khó đúng không nhỉ? Nhưng mà chúng ta biến đổi theo công thức lượng giác lại đưa về dạng cơ bản. Một bài rất là hay nhé và các em hãy lưu ý cho thầy.